9. Bà kiến về đoạn diệt Kinh văn Hiệu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng tránh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu vô, sanh kế độ giả, thị nhân trụ nhập, thất đoạn diệt luận việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia sinh tâm kế chấp sau này là không người ấy rơi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt giảng dạ, lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đề tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá hành giả trong khi thiền quán tránh tâm ngưng lặng vững chắc thiên ma không quấy phá được nữa hành giả người tu thiền quán đã phát triển được định lực đến mức kiên cố và tránh tâm vậy nên thiên ma không còn cách nào quấy nhiễu được hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của 12 loài chúng sinh thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động Y tế kia, hành giả quan sát bản chất bí ẩn hư ảo trong sáng nhẹ nhàng, đến lúc này trong hành ấm có sự nhiễu động rất vi tế, nhưng nếu anh ta không biết được trạng thái khi vượt qua hành ấm, sinh tâm kế chấp sau khi chết không còn sự hiện hữu, người ấy rơi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt, người ấy sẽ tin vào bảy thứ luận đoạn diệt